phường xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2018. Đến với bản tin hoạt thịnh đúng gồm có phần 1 là tin quan trọng. Iran và Anh Pháp Đức thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran. Liên đoàn Ả Rập chỉ trích Hoa Kỳ dời đại sứ quán đến Jerusalem. Nga và Iran đồng ý duy trì thỏa thuận hạt nhân. Và trong phần 2, mời quý vị theo dõi phóng sự Đêm văn nghệ đấu tranh với chủ đề Việt Nam từ đầu tại Trung tâm Thương mại Eden vào ngày thứ Bảy 12 tháng 5 2018. Để bắt đầu chương trình, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Iran và Anh, Pháp, Đức thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Iran đang gặp các đối tác Anh, Pháp, Đức để bàn thảo về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước cuộc họp dự tính được tổ chức tại brussels vào thứ ba các công ty châu âu chủ yếu đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không và xe hơi của iran tổng thống hassan rouhani cho biết châu âu nên tiếp tục đầu tư vào iran đó là một trong những điều kiện để iran duy trì thỏa thuận các nước châu âu có thể tìm cách giúp các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh với iran ngay cả khi hoa kỳ tái lập các biện pháp đặt lên iran Ba nước cũng khuyến khích Iran dỡ bỏ các chương trình phát triển hỏa tiễn đạn đạo, một trong những mối lo ngại lớn nhất của chính quyền Tổng thống Trump. Hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton nói, Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với các công ty châu Âu kinh doanh với Iran. Liên đoàn Ả Rập chỉ trích Hoa Kỳ dời Đại sứ quán đến Jerusalem. Hiệp hội các quốc gia Ả Rập và Palestine cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Việc Hoa Kỳ dời đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hành động này cho thấy Hoa Kỳ đã từ bỏ vai trò truyền thống của mình trong việc hòa giải và thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông. Liên đoàn Á Rập cho biết sẽ lên kế hoạch họp khẩn cấp vào thứ tư nhằm thảo luận đưa ra phản ứng trước hành động của Hoa Kỳ. Việc chuyển dời đại sứ quán đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại các quốc gia Ả Rập. Sunni thuộc al aza đã ban hành tuyên bố, nói rằng hành động của Hoa Kỳ là thách thức người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia Ả Rập mong muốn tránh những va trạm, khiến mối quan hệ với Washington xấu đi, vì hầu hết các nước đều phụ thuộc vào nguồn tài chính và quân sự của Hoa Kỳ. Các nước châu Âu đã chỉ trích việc di dời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel trong khi các nước khu vực Trung Đông có những phản ứng hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves de Drian cho biết ông không tán thành quyết định của Hoa Kỳ. Di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem vì đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng một hiệp ước quốc tế sẽ không bị hủy bỏ chỉ vì một quốc gia. Hàng ngàn người đã đổ xuống đường tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ váy cờ thổ nhĩ kỳ và palestine nhằm kêu gọi đoàn kết với người palestine nhiều người nói rằng họ sẽ không bao giờ tha thứ cho israel và hoa kỳ liên đoàn ả rập đã ban hành một tuyên bố lên án diệt dời đại sứ quán hoa kỳ nhóm các quốc gia ả rập và palestine cho biết sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại cairo hôm thứ tư để đưa ra phản ứng chung tuy nhiên nhiều chính phủ ả rập dường như muốn tránh những va chạm khiến mối quan hệ với Hoa Kỳ trở nên tồi tệ, vì hầu như nhiều nước phụ thuộc vào nguồn lực tài chính và quân sự Hoa Kỳ. Saudi Arabia và Bahrain đã đẩy lùi quân đội Israel để thúc đẩy biểu tình, nhưng họ ngừng đề cập đến việc Hoa Kỳ di dời tòa đại sứ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Rajiv đã đăng lên Twitter rằng Israel đã tàn sát vô số người Palestine trong máu lạnh ông nói ngày tổng thống donald trump khánh thành đại sứ quán mới là một ngày ô nhục cơ quan giám sát nội bộ thuộc cục bảo vệ môi trường epa không đồng tình với lời khai của ông scott bruce và gửi thư đến cho hai thượng nghị sĩ của đảng dân chủ hôm thứ hai về các thông tin liên quan đến việc chi tiêu lãng phí của ông bruce bức thư của epa xuất hiện hai ngày trước khi ông bruce ra điều trần tại ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện EPA đã không phản ứng ngay trước yêu cầu bình luận. Trong hai phiên điều trần tháng 4, trước House Energy and Commercial Committee và House Appropriation, ông Bruce đã trích dẫn một báo cáo của Tổng thanh tra EPA năm 2017 để giải thích và biện minh cho việc sử dụng một đội vệ sĩ bảo vệ ông. Sau các phiên điều trần này, Ủy viên Environment và Public Works, Thượng nghị sĩ Thomas Copper và Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đã đặt câu hỏi cho tổng thanh tra EPA về lời khai của ông Bruce liên quan đến việc sử dụng an ninh cao bao gồm cả những chi phí du lịch cá nhân đến Rose Bowl, Disneyland và xem các trận bóng rổ. Đáp lại, tổng thanh tra Arthur Elkins cho biết báo cáo tháng 8 năm 2017 là báo cáo đầu tiên được soạn thảo, không bao gồm việc đánh giá mối đe dọa. Nhu cầu an ninh cao của ông Bruce bắt đầu khi ông nhậm chức Ông Bruce đã yêu cầu một đội ngũ bảo vệ 24 trên 24 sau khi ông trở thành lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ. Tổng thanh tra không liên quan đến quyết định này. Ông Bruce và các phụ tá của ông biện minh rằng ông đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ công chúng tại các phi trường và trên các phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, ông cần an ninh mức độ cao. Trả lời thư của Tổng thanh tra Arthur Elkins Thượng nghị sĩ Carper và ông Whitehouse nói rằng mối đe dọa cho an ninh cá nhân của một viên chức liên quan là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng việc sử dụng tiền của công chúng liệu có thỏa đáng hay không? Chúng tôi thắc mắc liệu ông Bruce có khai đúng sự thật trước tòa hay không? Bây giờ, ông Bruce nên gói ghém chi tiêu trả lại tiền thuế cho dân. Chúng ta nên yêu cầu ông ấy làm như vậy. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết, chính quyền Tổng thống Trump phải đưa ra quyết định liên quan đến NAFTA với Canada và Mexico vào đầu tuần tới nhằm tạo điều kiện cho quốc hội có thời gian xem xét. Trong một phát biểu trước GOP Ripon Society hôm thứ Năm, ông Ryan nói rằng Tổng thống Trump cần phải đưa ra thông báo cho các nhà lập pháp trước ngày 17 tháng 5 về quyết định liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ để quốc hội có đủ thời gian xem xét và bỏ phiếu. Ông nói chúng tôi cần phải có được chính sách của văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR trước ngày 17 tháng 5 để bỏ phiếu phê chuẩn trong năm nay, có thể vào tháng 12 tới. Tuy nhiên một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tính đến chiều thứ Sáu, các nhà đàm phán vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào liên quan đến hiệp định NAFTA và nói rằng họ sẽ tiếp tục đàm phán. Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Robert Lighthizer cho biết hôm thứ Sáu các cuộc đàm phán đã thảo luận nhiều về vấn đề phức tạp, đặc biệt là các đề tài do Quốc hội đề ra như cơ quan thúc đẩy thương mại, về sở hữu trí tuệ, sữa, nông nghiệp, năng lượng, lao động, vân vân. Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục làm việc với Mexico và Canada để giải quyết các vấn đề này. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nói với các phóng viên, "Chúng tôi đang lên lịch cho các cuộc đàm phán tiếp theo." có thể sẽ mất nhiều thời gian để đạt được một thỏa thuận tốt. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Gachado Villarreal cũng cho biết chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận tốt vì áp lực của thời gian chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán. NAFTA không phải chỉ là vấn đề duy nhất trong chương trình nghị sự. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho ông Leiser làm đàm phán thương mại với các nước về vấn đề giá thành dược phẩm. thông báo nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, cộng đồng người Việt Charlotte tổ chức hội ngộ ca nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của nhạc phẩm Anh là ai và Việt Nam tôi đâu, cùng với ca sĩ Nguyên Khang lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng Reagan Court 4520 Tryon, Charlotte NC28213, giá vé ủng hộ là 40 đồng. Kính mời quý đồng hương đến tham dự chia sẻ chúc mừng ca nhạc sĩ Việt Khang đã đến được miền đất tự do dân chủ. Mọi liên lạc xin gọi 7046077761 hoặc Vân Music 7045350370.